Thưa quý vị, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản tại Tây Ninh 3 tháng đầu năm 2022 cơ bản hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch dùng năm. Tuy nhiên, việc giải ngân thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 vẫn còn thấp. Tại hội nghị giao ban về công tác xây dựng cơ bản quý 1 năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có những chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Theo báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, ước giải ngân kế hoạch năm 2021 là 4.380 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trên 96% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Ngoài ra, việc giải ngân nguồn vốn ODA đạt thấp, khoảng hơn 57% so với kế hoạch. Mổ xẻ về những nguyên nhân cho thấy, một số đơn vị được giao kế hoạch vốn chưa thật sự nỗ lực để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Trong đó có dự án đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài giai đoạn 1, được giao kế hoạch vốn 13,6 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân. Dự án kho lưu trữ chuyên dụng được giao kế hoạch vốn gần 4,2 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân hơn 3,1 tỷ. Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh do công tác triển khai dự án chậm và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, dự án không giải ngân kế hoạch năm 2021 là gần 65 tỷ đồng. Đối với dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, công tác triển khai chậm do hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chưa được ban hành hoặc ban hành trễ. Đến cuối năm 2021, dự án không giải ngân kế hoạch năm 2021 là trên 45 tỷ đồng. Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong mở rộng tại Mộc Bài, Tây Ninh, ban đầu đảm bảo hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, do tiểu dự án hệ thống thu gom nước thải thị trấn Bến Cầu phải đấu nối đường ống thu gom đến từng hộ gia đình, nên công tác triển khai thi công rất khó khăn, phức tạp. Đến cuối năm 2021, giải ngân được trên 116 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch. Đánh giá về nguyên nhân vướng mắc trong việc giải ngân kế hoạch xây dựng cơ bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan do dịch COVID-19, nhưng nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do hạn chế trong công tác điều hành, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Một số sở ban ngành địa phương thiếu quyết tâm, chưa phát huy vai trò người đứng đầu, lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm còn chưa kịp thời, nghiêm minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng chỉ đạo các địa phương cần quyết liệt hơn, có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan đến quy trình thẩm định giá đất, phương án bồi thường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, khắc phục tình trạng đầu năm chủ quan, thiếu tích cực, dồn vào những tháng cuối năm dẫn đến không hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan có sự tham mưu, đề xuất để có hướng xử lý dứt điểm những vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản ở một số địa phương.